Đây là một cái kiện hàng mình vừa mua trên Shopee ha, và nó chính là cái chiếc Nokia 6700 Seed Light phiên bản trượt ha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành khui để xem là cái hình thức của thiết bị này nó như thế nào ha. Đây là một thiết bị gần như là giá rẻ nhất ở trên Shopee, và link của sản phẩm mình sẽ để ở phía bên dưới để các bạn tham khảo ha, và kèm theo đó là sẽ có một cái link của cái sản phẩm này luôn, nhưng mà nó sẽ chất lượng hơn, thì tùy theo cái nhu cầu của các bạn có thể tham khảo cái link nào cũng được ha. Đây có cái hình thức bên trong rồi, đóng gói rất là to luôn ha, cái điện thoại nhỏ nhưng mà đóng gói rất là to. Và đây là một cái cục mút rất là nhiều. Ồ, bên đây chúng ta có viên pin nè, chỉ có máy và pin thôi ha, không có kèm sạc hay gì hết. Ok, một cái phiên bản màu tím. Rồi bây giờ mình sẽ xem thử cái chi tiết của thiết bị nè ha. Phía trước đây cái màn hình thì nó sẽ có những cái vết xước theo năm tháng ha, và có camera để gọi video call nè, loa thoại nè, ở đây có thể là một cái cảm biến. Rồi bên dưới là logo Nokia, và đây là cái phím home đặc trưng của hệ điều hành S60 ha, và nó được làm hình tròn, và đây là cái phím xóa đó. S60 thì nó đặc trưng sẽ có hai phím này, và bốn phím còn lại thì S60 hay là S40 cũng có. Còn đây là cái phím 4 chiều. Phím chọn này nó rất là to luôn, to bằng cái đầu ngón tay cái mình luôn ha. Và bấm cái cảm giác nảy cái phím 4 chiều này, bấm các cái phím này cũng rất là im. Hy vọng đây là cái phiên bản im ái ha. Và cái cơ chế trượt này các bạn nghe nè. Đó. Cơ chế trượt cũng nghe im đó nha. Rồi đây là cái bàn phím T9, bấm cũng nghe im luôn ha. Bên cạnh phải thì cái nút này chắc là cái nút để mở camera, nút camera ha. Rồi trơn. Bên cạnh trái thì không có phím gì hết ha. Sản phẩm này mình không thấy có phím tăng giảm âm lượng luôn. Ở cạnh dưới thì cũng không có gì ha. Chỉ có một cái này, có thể là một cái mic nè. Có thể cái mic nó nằm ở đây. Rồi cạnh trên thì chúng ta sẽ có cổng micro USB nè, và cái sạc chân kim nè, và đây là cái jack tai nghe, và jack này là jack 2.5. Mặt sau thì đây sẽ có logo Nokia, và cái chất liệu của chiếc điện thoại này là bằng nhôm rất là đẹp á, mình thấy nó đẹp ha. Đây là cái cụm camera 5 megapixel, sử dụng ống kính dây khẩu độ là f/2.8 ca dây. Xưa là cái tên là ca dây, nhưng mà hiện tại là chỉ còn dây thôi. Rồi nè, AF nè, có hỗ trợ autofocus luôn. Và cái kính camera này cũng còn đẹp ha, đẹp hơn cái phiên bản mà 6700 Blackseed mà mình mua, và đèn Blackscap. Rồi bây giờ sẽ mở cái nắp này ra, bấm ở đây. Rồi mở ra và sẽ xem bên trong. Ồ, cái vỏ nhôm màu tím nhìn đẹp quá ta. Rồi, đây là phần bên trong, và cái tem nè, các bạn nhìn nè. Cái tem của Nokia mình nghĩ đây là cái tem ok nha. Model 6700SRM576, và cái số email của nó các bạn nhìn nè, 0057 ha. Một hồi chúng ta sẽ kiểm tra cái email bên trong coi nó như thế nào. Và bây giờ mình sẽ tiến hành lắp sim thử nha. Có vẻ là nhìn bên trong cũng còn cái khe sim đồ này kia còn rất là ổn ha. Nhận cái sim vô đây. Cái khe sim này nó có cái khe đây nè. Chúng ta nhận vô đây rồi đè xuống. Cái khe sim này cũng rất là ok. Nhưng mà với cái cách thiết kế này, các bạn khó lòng mà bỏ cái sim nhỏ, bắt buộc phải có cái áo sim mới được ha. Rồi Pin này chắc là pin linh kiện thôi. BCA4CT. Đây không phải là pin rin của Nokia 6700 Seed Light đâu, nhưng mà bỏ vào có lẽ nó sẽ nhỏ, nó cũng vừa y luôn các bạn. What the hell? Gắn vào thì đây nó có hai cái ngàm nè, bỏ vào phím này sẽ kim luôn phím tắt mở nguồn luôn ha, nó không có phím tắt mở nguồn riêng. Rồi rung, hy vọng là lên nguồn ok, nhận sim nhận sóng đầy đủ. Ok, logo Nokia, màn hình này cũng nhìn còn rất là tươi luôn các bạn. Và cái tem bên trong mặc định là cái tem màu tím luôn, cùng màu với cái vỏ luôn ha. Mình coi bộ mình cũng thích cái màu tím này nha. Tiếp tục hoạt động ở chế độ offline là không nha các bạn. Các bạn có là nó không có nhận sim đâu. Màn hình này còn đẹp đó nha. Rồi, cái phần ngày tháng. Lần đầu tiên mình mua chiếc Nokia màu tím và có cái tem màu tím luôn. Rồi, cái giao diện S60 của chúng ta bên trong. Đây.
Đây, cái màn hình này phải nói là mình nhìn cái màn hình này có vẻ là đẹp hơn của cái 6700 Classic đó các bạn. Nhìn nó góc nhìn rồi nó rất là đẹp luôn. Sóng 3G lên full luôn các bạn. Kiểm tra máy nha. Sao thăng 06 thăng. Đó, 0057 trùng email luôn. Wow, trùng email luôn ha. Sao thăng 0000 thăng. Đây là cái phiên bản phần mềm của năm 2010, thực hiện một cái cuộc gọi đến 900 để xem cái chất lượng loa thoại của nó như thế nào. Phím này sẽ đóng cái vai trò tăng giảm âm lượng ha. Bình thường là phím 2 trên lo ngoài. Tìm bấm phím 2 để được trợ giúp bấm phím 3 để biết số điện thoại của quý khách, bấm phím 4. Ở 60 mà, cho nên là chúng ta sẽ không có cái phần ghi âm cuộc gọi được tích hợp sẵn đâu. Bạn nào muốn ghi âm cuộc gọi thì cũng có nhiều cái phương pháp á. Mình đã làm những cái video chi tiết rồi. Các bạn muốn ghi âm cuộc gọi trên S60 các bạn có thể xem lại ha. Nút camera này thử coi nó còn hoạt động hay không. Ok ha. Đó, các bạn thấy có autofocus cho nên là chúng ta sẽ có khả năng chụp cận cảnh nè ha, cận cảnh để chụp bông hoa đồ á. Này thì không chụp được ha, nó giống như là N86 vậy á, bắt buộc các bạn phải bấm nút này. Vậy là camera ổn rồi ha, nghe gọi camera ổn rồi. Rồi bây giờ mình sẽ kiểm tra nhắn tin thử nè. Lúc bấm phím thì mình thấy cái phím này nó hơi nhạy ha. Ví dụ như mình bấm cái chữ dấu sắc đi, nó nhảy một phát có thể là thành ra dấu quyền. Mình thấy cái phản hồi của chiếc điện thoại này có vẻ nó không được nhanh lắm ha. Và đối với cái dòng điện thoại trượt này thì chúng ta sẽ có những cái đặc sản của dòng điện thoại trượt. Ví dụ như là trượt xuống là khóa phím, trượt lên là mở ha. Đó là những cái đặc trưng của dòng trượt rồi. Các bạn có thể tùy chọn những cái cài đặt này ở bên trong. Đây, ví dụ mình sẽ vào cài đặt nè. Các bạn vào cài đặt bình thường nè. Và thao tác slide nè. Thì đây nó sẽ có là đang mở là, ví dụ như là các bạn có cuộc gọi đến, các bạn chỉ cần trượt lên là để trả lời cuộc gọi. Nhưng mà các bạn có thể tắt tính năng này. Hoặc là các bạn đóng xuống để kết thúc cuộc gọi ha. Đang gọi mà kết thúc cuộc gọi thì đóng xuống thôi, khỏi cần bấm nút gì hết. Nhưng mà các bạn cũng có thể tắt cái tính năng này. Nhưng mà mình nghĩ là để nó sẽ tốt hơn. Và trượt lên để mở khóa và đóng xuống để tắt ha. Đó, đó là những cái cài đặt đối với những dòng điện thoại trượt như vậy. Về phần kết nối thì chiếc điện thoại này có kết nối Bluetooth nè. Rồi 3.5G nè, cho nên là ngắt mạng 2G chúng ta cũng vẫn sử dụng được bình thường. Nhưng mà nó sẽ không có kết nối wifi cũng như là không có định vị toàn cầu GPS ha. 6700 này thì không có tính năng TV out ha. 6500 mà xịt light thì có ha. Rồi nó có bộ cảm biến nữa nè. Bộ cảm biến điều khiển con quay, tắt chuông, tắt ấm áo. Vậy là cái tính năng này tương tự như cái 6700 Luxit luôn các bạn. Bây giờ mình sẽ thử thực hiện cuộc gọi và thử cái cảm biến này coi nó còn nhạy hay không. Và các bạn cũng để ý luôn cái khả năng mà rung và nhạc chuông của nó. Wow, nhạc chuông rất là lớn và rung rất là mạnh luôn. Ok, cảm biến hoạt động rất tốt ha. Chung thì chúng ta sẽ có những ứng dụng Facebook, YouTube rồi nè. Nhưng mà hiện tại không còn hoạt động nữa rồi ha. Đó, Twitter. Rồi cái mục ứng dụng này thì chúng ta được tích hợp sẵn nè, FM radio, trò chơi thì bên trong cũng có cái trò chơi này tích hợp sẵn. Để coi thử cái bộ nhớ ROM của nó là bao nhiêu. Bộ nhớ ROM hiện tại nó còn 3910. Bộ nhớ ROM thì cũng không có nhiều lắm hết các bạn. Hiện tại cũng chưa cài đặt cái gì á, nó chưa có Ora Mini. Mình sẽ thử tải Ora Mini về và sau đó lướt thử một trang web. Ok, đây hiện 3.5G lên rồi các bạn ha. Hiện 3.5G và tốc độ cũng rất là nhanh. Độ để bây giờ tải cho các bạn xem nè. Đó, 35%, 67% cũng rất là nhanh ha. Đang chuẩn bị cài đặt. Ok, nó sẽ nằm trong cái phần lắp đặt nè, kết nối mặc định internet, rồi chấp nhận Facebook. Thì hiện tại là đối với các thiết bị S40, S60, Nokia cổ thì các bạn chỉ có thể lên Facebook qua Ora Mini thôi các bạn. Chúng ta
không còn sử dụng được cái ứng dụng Facebook Java được tích hợp sẵn nữa ha. Ok, lên phà phà rồi. Ok, lướt web rất nhanh. Đấy, ra xem là chiếc điện thoại này có dính mật khẩu hay không. Nào, thằng 7370 thằng. Rồi, có. Mã mặc định của Nokia là 1 2 3 4 5. Ok. Khôi phục lại tất cả những dữ liệu của nó ha, và nó không có bị dính mật khẩu gì hết. Rồi, cái chất liệu nhôm này mình thấy rất là thích luôn. À, những cái dòng này lại được làm bằng nhôm, mà những cái dòng trượt của N series cao cấp hơn thì lại thường làm bằng nhựa ha, cũng rất là tiếc. Đây là lần đầu tiên mà mình mua cái chiếc Nokia màu tím ha. Mặc dù là cái mức giá rẻ nhưng mà mọi thứ còn rất là ổn, chỉ có điều là cái phím nó hơi nhạy một xíu thôi ha. Những cái video sau mình sẽ làm những cái bài test về chiếc điện thoại này. Hy vọng là cái video này sẽ hữu ích đối với các bạn ha. Trên đây là những chủ đề khác các bạn có thể quan tâm. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo.